Chelsea đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh sau 9 vòng đấu. Dù cho đội bóng thành phố London thì đấu không thật sự bùng nổ như hồi đầu mùa. Tuy nhiên, sự ổn định là những gì mà các học trò huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn đang thể hiện nếu so với các đối thủ bám đuổi. Chiến thắng 1-0 trên sân của Brentford ở vòng trước là ví dụ mới nhất về việc Chelsea vẫn biết cách giành được 3 điểm trong thời điểm khó khăn đây là trận đấu mà đội bóng thủ đô London đã phải chịu sức ép khủng khiếp từ phía đội chủ nhà. Nhưng The Blues vẫn biết cách đứng vững và tận dụng cơ hội gần như duy nhất để giành trận 3 điểm. Còn tại vòng bảng Champions League, với tư cách là nhà đương kim vô địch, Chelsea cũng vừa đánh bại Man Mô với tỷ số 4-0 trong trận đấu mà họ áp đảo đối thủ đến từ Thụy Điển về mọi mặt. Rõ ràng, việc được chơi trên sân nhà Stamford Bridge khi tiếp đón Norwich đang đứng cuối bảng sẽ là cơ hội để thầy trò luyện viên Tuchel nối dài mạch phong độ ấn tượng. Bên kia sân, sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Northwick cũng có được những điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, hai trận hòa không bàn thắng trước Burnley và Brighton đã chưa đủ để giúp họ thoát khỏi vị trí cuối bảng. Việc bán đi một số cầu thủ trụ cột đã khiến đội bóng có biệt danh chim hoàng yến đang trải qua mùa giải thực sự tệ hại. Việc phải đối đầu với Chelsea ở thời điểm này nhiều khả năng sẽ khiến Northwick tiếp tục mụp lặn ở vị trí bét bảng. Chiến thắng 4-0 trước Man Manmo và hồi giữa tuần đã khiến Chelsea phải chịu tổn thất lớn về lực lượng khi cả hai chân sút tốt nhất của huấn luyện viên Tuchel là Lukaku và Werner đều sinh chấn thương. Bên cạnh việc Pulisic vẫn chưa rõ ngày quay trở lại. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề quá lớn với nhà cầm quân người Đức khi đội hình của ông vẫn còn những ngôi sao có thể định đoạt trận đấu như Kai Havertz hay Mason Mount. Đội khách Norwich cũng đang đối mặt với cơn bão chấn thương khi những trụ cột như Gemma Placeta hay Canwell đều không thể thi đấu. Ngoài ra, tổn thất lớn nhất bên phía đội khách có lẽ là trường hợp của tiền vệ trụ Ginmoa khi anh sẽ không đối đầu với đội bóng chủ quan. Nhìn vào thành tích đối đầu giữa hai đội, Chelsea đang là những người nắm ưu thế khi giành về cho mình 3 chiến thắng và hai trận hòa trước Norwich. Tuy nhiên, phong độ của The Blues không thật sự ấn tượng khi thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Phía bên kia, Norwich đang cho thấy sự thất vọng khi có mạch 5 trận chỉ biết toàn hòa và thua Với phong độ hiện tại và thành tích đối đầu vượt trội, các nhà cái đang để cho Chelsea chấp rất sâu ở trận này với mức kèo khá cao. Tuy nhiên, có thể thấy rõ Chelsea đang áp đảo đội khách Norwich về mọi mặt ở trận đấu này, từ đối đầu đến phong độ và hơn cả là chất lượng đội hình. Cửa trên sẽ là lựa chọn ở kèo này. Lối chơi thực dụng của hai đội thường đem đến những trận đấu nặng tính chiến thuật. Bốn cuộc đối đầu gần nhất tại Stamford Bridge đều có kết quả xỉu. Mặt khác, với lịch thi đấu dày đặc trên mọi đấu trường, khiến Chelsea sẽ phải tính toán về lực lượng. Siêu sẽ là lựa chọn ở kèo này. Dự đoán của thể thao văn hóa Chelsea, Norwich 2-0.